ngon, nó thơm, nó cay, nó bổ, nó béo. Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với clip tiếp theo của mình. Thì hôm nay gọi là trời mát trời ấy, nên là anh em tôi gọi là ra biển, gọi là làm món nghêu hút sáng ngoài biển anh em ạ. Đấy, nếu mà các bạn cảm thấy video của mình hay thì nhớ ấn đăng ký kênh cho mình nhá. Chào tất cả mọi người nha. Hôm nay anh đi giao lưu với chung với lớp các bạn nha. Đây là anh Hải nhá mọi người nhá. Anh Hải quay nhá. Đấy, ở đây mình đã chuẩn bị gọi là nghêu đại dương nhá mọi người nhá. Nghêu đại dương này, và xá nhá, đơn giản đấy thôi. Hôm nay ra ngoài biển chơi hóng mát rồi anh em. Đấy, ăn bướng thì cũng không cần gì nhiều đâu đấy. Mọi người đón xem video của mình nhá. Nếu mà thấy hay nhớ ấn đăng ký kênh cho mình nhá. Ừm thế. Ui, nóng quá. Ừm thế các bạn ạ. Ôi giời ơi. Đấy, nghêu này nghêu rất tươi nhá mọi người nhá. Đấy, đi bánh bắt ngoài biển nghêu này hấp xả này thơm lắm mọi người ạ. Đấy, như vậy là đây là thành quả của anh em mình. Đấy. Đây mọi người nhìn thấy không? Đấy. Đấy, bây giờ anh em mình sẽ thưởng thức cho mọi người xem nhá mọi người nhá. Đấy. Còn anh em mình đồng khởi chứ nhỉ? Biết có cái gì đâu mà đồng khởi. Đấy, mời mọi người nhá. Nghêu rất ngon này các bạn này. Mời mọi người nhá. Cái này không cần gia vị ngon. Ừ, cái này không cần gia vị ngon nhỉ. Nó ngon, nó thơm, nó bổ, nó béo mọi người ạ. Nó ngon, nó thơm, nó cay, nó bổ, nó béo, nó dai, nó giòn, nó thơm sọt. Cái này là ăn. Con luôn đấy.
ơi, như vậy là mình cảm thấy là một là cái thời lượng video nó khá dài đấy. Bây giờ mình chờ chú rồi, giờ mình phải về thôi. Nếu các bạn cảm thấy video của chúng mình hay và thú vị thì nhớ like và share lên kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Chào các bạn ở những video lần sau nhé. Bye bye.